Ngày 22 tháng 6, Sở Y tế Đồng Nai cho hay vừa ghi nhận điểm dịch mới tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ Y tế, 1310A Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đồng Nai đã ghi nhận tình hình, tiến hành test nhanh tại khoa 51, kết quả có 62 trong số 99 bệnh nhân tại khoa này dương tính. Lực lượng chức năng đã chuyển 62 bệnh nhân cách ly riêng trong viện, đối với 37 trường hợp F1, F2 còn lại được bố trí cách ly ở một nơi khác, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR, mẫu đơn toàn bộ số bệnh nhân trên. Theo Sở Y tế Đồng Nai, Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương Biên Hòa có tổng cộng 601 bệnh nhân. Ngành y tế đã test nhanh hơn 500 bệnh nhân còn lại tại 6 khoa, lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR. Trước mắt, tất cả test nhanh đều âm tính. Ngoài ra, toàn viện có trên 280 nhân viên và lực lượng công an. Qua test nhanh cho khoảng 1/2 nhân viên ở lại theo tour 3 tại chỗ có kết quả âm tính. Số nhân viên ở nhà đã và đang test nhanh chưa phát hiện dương tính, tổ chức lấy mẫu gộp PCR cho số nhân trong viện và ở nhà. Cũng theo Sở Y tế Đồng Nai, viện thực hiện 3 tại chỗ, tầm soát bệnh nhân vào và nhân viên của đơn vị đúng quy định. Đến nay chưa xác định được nguồn lây. Sở đang trao đổi phương án cho cách ly, điều trị F0 tại viện để tiện việc quản lý, đối tượng là phạm nhân. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy mẫu cho nhân viên và chờ kết quả PCR để xử lý tiếp. Cùng ngày, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở cho hay toàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 959 ca dương tính mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 lên 17.823 ca. Trong đó, có 6.612 trường hợp đã khỏi bệnh và 131 người tử vong.